Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu về một loài cá có thể tiêu hóa được cả lưới câu, muỗng thép hay dây kim loại và có cái tên nghe cực kỳ ngầu, đó chính là cá chó. Chi cá chó là một chi cá nước ngọt phân bố ở Bắc Mỹ và châu Âu. Loài nổi bật trong chi này là cá chó phương Bắc. Đúng như cái tên của nó, đây là một loài cá cực kỳ dữ tợn, thích sống ở những nơi nước ít chảy, ven bờ sông, bờ hồ có nhiều cây cỏ. Cá chó là một trong những loài cá nước ngọt có khả năng thích nghi cực kỳ tốt với môi trường sống của nó. Chúng có thể sống được trong những nơi nước rất lạnh, cũng có thể sống được trong những nơi nước ấm và cả nước bùn lầy. Cá chó là một loài cá săn mồi có hình dạng thon dài giống như ngư lôi, với đầu thì nhọn, răng thì sắc. Màu sắc của chúng thường là màu xanh xám với vẻ ngoài lốm đốm hoặc đốm với các sọc dọc theo lưng, mang lại sự ngụy trang tuyệt vời giữa các loại cỏ dại trong bờ sông. Đặc điểm: cá chó là một loài cá cực kỳ kiên nhẫn. Chúng ẩn mình giữa cây cỏ dưới nước. Chúng ngụy trang nhờ những đốm đen trắng trên người và lặng im bất động suốt một khoảng thời gian dài, chờ con mồi lơ đãng đến đúng tầm. Khi thời cơ đến, cá chó lao ra cho con mồi bằng hai cái hàm chắc khỏe. Cá chó tấn công với tốc độ cực nhanh nên khó có con mồi nào có thể chạy thoát được. Đến 90% thức ăn của cá chó là những con cá có kích thước nhỏ hơn, nhưng cá chó cũng có thể ăn thêm bất cứ động vật nào mà chúng có thể chọc được. Cá chó ăn cả côn trùng, rắn, vịt con, ếch nhái, tôm, chim nước và các loài gặm nhấm. Và đặc biệt là chúng có thể ăn những loài động vật có vú nhỏ khác. Kích thước thức ăn vừa miệng nhất của cá chó là từ 1/3 đến 1/2 kích thước cơ thể của chúng. Cá chó lớn cũng thích ăn thịt những con cá chó nhỏ hơn. Những con cá chó to thường là con cá chó cái, còn ăn cả cá chết, cá sắp chết hay cá bệnh. Răng của cá chó không thể cắt đứt con mồi, mà chỉ có chức năng giữ chặt con mồi và đẩy con mồi xuống thực quản nhờ vào chuyển động xen kẽ cơ hàm trên và hàm dưới. Điều đặc biệt, dịch tiêu hóa của cá chó rất mạnh, có thể tiêu hủy không chỉ con mồi mà còn làm tiêu biến luôn cả lưới câu, muỗng thép hay dây kim loại. Do vậy, cá chó chẳng ngần ngại gì mà không tấn công và ăn cả những con cá đang mắc vào lưới câu. Nhiều nơi người ta gọi cá chó là sói nước, bạo chúa ao hồ hay cá mập nước ngọt. Khi những con cá chó lớn bị bắt hết, những con cá chó nhỏ hơn sẽ phát triển vì loại đi được một kẻ thù. Trong tự nhiên, cá chó lớn thường ăn thịt cá chó nhỏ hơn và chúng tự tạo cho mình một hệ cân bằng sinh thái. Sinh sản. Cá cái to hơn cá đực. Vào đầu xuân, khi băng tuyết bắt đầu tan ra thì cũng là lúc cá chó đẻ trứng bên dưới nước. Thậm chí trên các đồng cỏ ngấm nước do tuyết tan, một con cá nặng 1,4 kg có thể đẻ lên tới 35.000 quả trứng. Một con cá nặng 13 kg thì có thể đẻ lên tới 300.000 quả trứng. Nhiều cá đực bơi theo sau cá cái để thụ tinh cho trứng. Tuy nhiên, những con cá cái to lớn sau khi đẻ trứng có thể quay lại ăn thịt cả những con cá đực vừa mới thụ tinh cho trứng của nó. Cá bố và cá mẹ không hề chăm sóc trứng lẫn cá con. Trứng bám chặt vào cây cỏ và nở sau 10 tới 15 ngày. Tỷ lệ trứng được thụ tinh là trên 50%. Trứng và con non sau đó chết đi rất nhiều. Con cá non vẫn bám vào thân cây cỏ nhờ cái giác hút ở phía trước đầu cho đến khi lòng đỏ trứng được dùng hết. Lúc này con non bắt đầu chuyển sang ăn động vật không xương sống nhỏ. Phần lớn trứng và con non mới nở trở thành mồi cho những con cá chó lớn hơn, cá rô, chim nước, thú nước và một số loài côn trùng. Chưa tới 0,1% trứng phát triển được đến lúc trưởng thành. Hầu hết thời gian cá chó non phải sống ẩn nấp, tránh kẻ thù. Nhờ thói quen ăn nhiều nên cá non lớn rất nhanh, trong vòng một năm đã có thể dài lên tới 20 cm. Cá chó lớn có hai kẻ thù chính, đó chính là cá mút đá và con người. Loại cá này thường bị người ta lùng bắt bởi chúng ăn nhiều và chúng ăn những con cá có giá trị kinh tế. Người ta xem cá chó như là một loại cá dùng cho bộ môn câu cá thể thao.
Cá chó vẫn năng động ngay cả vào mùa đông, nước giá lạnh. Chúng rất hao ăn nên rất dễ bị mắc câu. Cá chó cái trong thời gian đẻ trứng thường xuất hiện không ở nơi nước cạn, nên dễ dàng trở thành mồi của gấu, chó và những động vật ăn thịt khác.